cúng 49 ngày mẹ mất, con xúc động khi thấy cánh bướm đậu vào đúng món ăn mẹ thích nhất. Theo đó, trong lúc cô gái dọn mâm cơm cúng 49 ngày mất của mẹ, thì bỗng nhiên một con bướm từ đâu xuất hiện, bay là đà đến chỗ mâm cơm, rồi nhẹ nhàng đậu xuống tô canh, món ăn mà cô gái chia sẻ rằng mẹ thích ăn nhất. Mặc dù con bướm không to bằng hai bàn tay như mọi người vẫn thường nói, thế nhưng cánh bướm này lại có những đường nét hoa văn vô cùng lạ kỳ và đẹp mắt. Không những thế, khi cô gái đến gần, thậm chí là đưa tay đón lấy cánh bướm, thì con bướm lại không những không bay đi, mà còn bò lên trên tay của cô gái, rồi đậu lại đó một lúc rất lâu. Kể cả khi cô gái đi vào nhà, con bướm lạ vẫn nằm yên trên bàn tay, như thể người mẹ đã nương vào cánh bướm trở về nhà và đang dịu dàng ôm lấy bàn tay con gái. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng tin rằng người mẹ đã về trong ngày thứ 49 của mình như một sự chia tay, một lời từ biệt chính thức đến cả nhà để đi về một cõi bình yên nào đó. Một vài bình luận được mọi người để lại: "Tôi tin người mẹ thật sự đã trở về thăm nhà, nếu không phải thì khi có người đến gần, con bướm đó đã bay đi rồi. Này là người thân mượn xác của loài vật để trở về đó. Nhà mình thỉnh thoảng ngày giỗ lại thấy bay về đậu trên bàn thờ, hết ngày lại bay đi." Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.